Không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu tập 10 luôn nhá. Mã đỏ à. Brian. Khi mình chạy theo tiếng hét, Brian đã nằm im, máu chảy quanh người. Ôi thôi xong rồi, tình hình rất là không ổn đó các bạn ơi. Thế đó nó bị con quái vật nó thịt mất một phát rồi. Nhưng mà chắc chắn là cái mô típ quen thuộc đấy chính là gì nhỉ? Nhân vật nữ chính cùng với ba người kia đến kịp và cứu được trong phút chót. Game bắt đầu nào. Cô là siêu năng lực ra hay sao? À, tôi nghĩ là ý là mình là người thường nên là đi cùng thì cũng chả để làm gì các bạn. Tại sao chúng tôi lại phải chấp nhận cô chứ? Khi đó, Lucas chậm rãi bước đến và nhẹ nhàng mở lời. Theo tôi hiểu, Evelyn, chúng tôi cần một lý do. Lý do để chấp nhận cô đi cùng chúng tôi. Bởi vì nếu Levi phải bảo vệ nhiều người hơn, tính mạng của chúng tôi sẽ dễ gặp nguy hiểm. Đúng, suy nghĩ rất đúng. Ý ghi là như vậy đó. Một lý do. Thành thật mà nói, chúng tôi đang gặp một chút vấn đề về lương thực. Trong tình cảnh hiện tại, việc tiếp nhận thêm người là một quyết định khó khăn. Evelyn, tôi cũng muốn nghe lời giải thích từ phía cô. Thính giác của tôi rất nhạy. Dù không có siêu năng lực, tôi vẫn sẽ giúp mọi người đi săn. Vấn đề lương thực có thể được giải quyết. Đôi mắt tím huyền bí của anh ta nhìn mình. Mình phải chứng minh bản thân. À ok, như vậy là bây giờ chúng ta có 3 người cần phải chứng minh rồi nè. Thì bởi vì Lucas là người lên tiếng nên là mình phải chứng minh cho Lucas nhỉ. Thực ra thì mình cũng muốn với Gigi hơn các bạn ạ. Nhưng mà nãy mình vừa tiêu mất Ngọc và cho Gigi rồi. Cho nên lần này thì mình sẽ tiếp tục vào Lucas nhé. Thì xong rồi Lucas sẽ nói đỡ cho mình với Gigi là sẽ ok hơn. Với Lucas đã mất 10 Ngọc rồi các bạn ạ. Tốn kém quá rồi mất. Xin lỗi Lucas. Vâng. Tôi thề là sẽ không trở thành gánh nặng đâu. Làm ơn. Ủa, thế này thuyết phục gì? Thế này nó cũng chả chứng minh được cái gì luôn. Lạy hồn. Nếu quá khó khăn, ít nhất là hãy cho tôi đi cùng, đến khi tôi tìm được nhóm bạn của mình. Tôi chỉ muốn biết liệu họ có còn sống hay không. Lời khẩn cầu của mình có lẽ đã chạm đến trái tim của anh ấy. Anh ấy có vẻ rất thông cảm. Vậy là cô đi cùng bạn. Gigi, chúng ta có thể cho cô ấy đi cùng vài ngày được không? Cô ấy có thể sẽ giúp ích cho chúng ta. Đúng lúc đó. À đây rồi, đây chắc chắn là tiếng hét của Brian đấy các bạn này. Giọng đó là của Brian. Mình chạy đi. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Brian, khi đó khung cảnh mình thấy là Brian. Brian đang nằm dưới đất. Thế tại sao không cho mình cái cảnh hoạt họa đi? Ôi trời ơi, vẽ thêm có một bức tranh thôi chứ mấy. Chuyện gì thế này? Tỉnh lại đi. Mình lay người Brian đánh thức anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn bất tỉnh. Không biết là có phải là chấn thương do đập đầu không. Vết thương trên đầu anh ấy chảy rất nhiều máu. Ui. Và lúc đó anh ấy mở mắt và cau mày. Evelyn, sao cô lại khóc như vậy? Tôi mới là người phải khóc chứ, vì cô đã rời bỏ tôi ngay trước đó. Ủa? Ơ? À, kiểu này là đập đầu xong mất trí nhớ rồi. Chắc chắn là thế rồi các bạn ạ. Bởi vì là hai tập trước thì Brian đã chủ động bảo chúng ta là núp trong bụi cây để thanh niên này có thể làm mồi dụ cho ba con quái vật kia đuổi theo.
Bởi vì Brian rất tự tin vào cái khả năng chạy của mình, nhưng tự dưng bây giờ lại bảo là mình bỏ rơi anh ta. Đã chắc là mất trí nhớ rồi. Thôi được rồi, mình sẽ tốn thêm 15 ngọc nhá. Trời ơi, kiếp, hai tập này nó tốn của mình gần hết số ngọc luôn các bạn ạ. Ok, thôi cố gắng thôi. Sao anh lại làm vẻ mặt đó chứ? Là vì cô đôi mắt ngấn lệ vậy mà đã cạn khô khi anh ấy tỉnh lại. Hử? Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi đã chắc là... Brian chợt im lặng và cười như không có chuyện gì. Xin lỗi, chắc là do tôi đã mệt. Cô không phải lo đâu. Không, quá lo rồi các bạn ạ. Chà, thế là xấu hổ. Tôi trượt chân ngã mà. Anh trượt chân ngã? Không, chỉ đó rất lạ. Tiếng hét trước đó nghe như thể tính mạng anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng mình không rõ là tại sao. Hay là mình đang quá nhạy cảm? Không 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 không, không hề nhạy cảm đâu nha. Mình cũng thấy có gì sai sai các bạn ạ. Nếu như mà không phải vừa rồi là một cái vụ ở mất trí nhớ tạm thời, thì có thể nào là Brian đang đang gì trong đầu, đang hình dung lại về cái cảnh tượng trong quá khứ không? Nếu mà theo giả thuyết đấy chính là Brian và Evelyn đã gặp nhau trong quá khứ, thì một cái sự cố nào đấy đã diễn ra và Evelyn thì bỏ Brian lại nó, cho nên là từ đó Brian bị ám ảnh rồi đấy. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà trường hợp là Brian và Evelyn thực sự là đôi bạn từ thuở xưa thôi nhá. Nhưng mà nếu mà đấy là điều mà Brian bị đặt ra thì mình không chắc đâu. Ok, tiếp tục nhá. Brian, Evelyn. À đây rồi, thế nên cuối cùng cũng đã xuất hiện đây. À đâu, còn chị gái nữa cơ mà. Một hình bóng quen thuộc đang vụng về chạy đến. Anh có sao không? Chỉ khi nhìn thấy Brian đã an toàn, vẻ mặt của cậu ấy mới thư thái trở lại. À, Evelyn, em lo lắng cho chị lắm. Cái, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại bất tỉnh? Và... Ồ, là thế này. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi em gặp lại anh Brian bên ngoài hang. Anh ấy vội đi tìm chị, rồi sau đó vấp chân và ngã. Vậy sao? Tôi không nhớ nữa. Có phải là do tôi bị đập đầu xuống đất không? Ui. Có lẽ anh ấy đã khóc khóc trong lúc choáng váng. Thật mừng là vết thương không nghiêm trọng như mình nghĩ. Chảy máu đầu nhưng lại không nghiêm trọng. Ồ. Nói thật thì khi nhìn anh ấy nằm dưới đất, tim mình như muốn nổ tung. Lốp bốp, lốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên từ đâu đó. Ôi, cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Xin chúc mừng. Mình không nghĩ là anh ta có ý mỉa mai, nhưng mà đúng là một kẻ khác thường. Nói chung là mình cũng không thể biết chắc được thanh niên Levi này là như nào cho đến khi chúng ta biết được cái quá khứ của anh ta. Nói chung là cái tâm trí ở tên này nó cũng không được ổn định cho lắm, nhưng mà là cái người mạnh nhất trong số tổng cộng 7 người ở đây gọi là, bởi vì là một năng lực la mà, người chơi hệ lửa. Những người khác thì cũng tiếp chuyện, có vẻ như đây là những người bạn mà cô nhắc đến. Các người là... Chà, có thể gọi chúng tôi là những kẻ đen đủi không may bị cô lập trên hoang đảo này. Vậy còn các ngươi thì sao? Cũng giống như vậy, chúng tôi đang ở trên tàu. Sau đó Levi cười mỉm và nói, sao mà tôi tin được chứ. Làm ơn hãy tin tôi. Tất cả cũng cộng 10. Brian và Kai không nói dối đâu. Không khí trở nên căng thẳng. Mọi người đều im lặng. Ồ, tiếng bụng ai đó réo lên. À, ok. Như vậy là chúng ta sẽ chuyển chủ đề sang về vấn đề lương thực.
mà ánh mắt đều hướng về Khi. Không, không phải tôi. Em đã nhịn đói từ hôm qua mà, không cần phải ngại. Thì tất cả mọi người đây đều nhịn đói từ hôm qua đến giờ. Đã làm gì đã có ai ăn được gì đâu. Thôi nhưng mà nói chung là tập này thì mình muốn nhanh chóng gặp nốt cái chị gái kia cho nó sum họp đầy đủ các bạn. Vẫn còn thiếu một người là cứ hơi bị lấn cấn. Tôi bảo rồi, không phải tôi. Cô ấy một mực từ chối, nhưng mà dường như thì không ai tin. Em biết nơi có thức ăn đó. Lucas hỏi Kai với đôi mắt lặng người. Xin cậu nhắc lại. Ý em là vì chúng ta đang ở gần thung lũng nên sẽ có cá ở quanh đây. Kai chợt im lặng, sau đó cậu ấy đến gần phía thung lũng và quỳ một chân xuống. Một tay bắt cá à? Thế là bắt cá hai tay. Kai, cậu đang làm gì vậy? Đôi mắt màu hồng của cậu ấy lấp lánh như kim cương. Một tia sáng màu hồng bắt đầu lan tỏa trong nước. Ồ, như vậy chúng ta có hai năng lực la ở đây à? Đột nhiên, một đàn cá nổi lên mặt nước. Kai ung dung vứt cá bằng tay không. Cá? Không ai có thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Thôi khen Kai một câu nhỉ. Lại mất 10 ngọc rồi bạn ơi. Càng ngày càng tốn kém. Mà chúng ta còn chưa được đi được một nửa chặng đường cơ. Kai, thật là tuyệt vời. Em làm thế nào vậy? Kai cúi mặt ngượng ngùng và gãi đầu. Thực ra em có năng lực tâm linh, giống như một dạng mê hoặc. Ui. Cái này không ổn, không ổn đâu nhớ các bạn nhé. Cái này mà áp dụng lên người là cực kỳ nguy hiểm các bạn nhé. Mê hoặc? Vâng, cũng không gì đặc biệt đâu. Sử dụng khả năng này, em có thể khiến người khác thích mình hơn. Rồi xong luôn rồi đấy. Nói cái này là hiểu luôn rồi các bạn ạ. Nhưng mà như chị thấy đấy, năng lực này cũng khá hữu dụng với các loài động vật. Vậy sao? Như vậy là Levi đã tìm được một người cũng có năng lực, cũng là một năng lực gia giống như mình. Kai đã bắt đầu nói chuyện với mọi người. Trước tiên, hãy ăn đã, chắc hẳn là mọi người đều đói. Có lẽ đó là lý do mà tâm trạng mọi người không tốt. Khi đã no bụng, chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn. Mọi người gật đầu tán thành. Tuy nhiên, Kai có vẻ lo lắng khi nhìn con cá đang thoi thóp. Nhưng chúng ta sẽ ăn kiểu gì nhỉ? Còn phải hỏi nữa, một cái người có khả năng tạo lửa có ở ngay bên cạnh luôn. Tôi không muốn ăn cá sống đâu, nên là nướng thôi. Một ngọn lửa bùng cháy từ tay Levi. Một lúc sau, chúng tôi ngồi đối diện nhau và đánh chén no nê món cá nướng, sổ rồi, ngon lành. Thèm nhỏ dãi. Nhưng mà mình vẫn đang quan tâm cái chị gái hơn kia hơn các bạn ạ. Không biết là đi đâu mất rồi. Nhưng mà kiểu này chắc phải tập sau thì may là gặp. Tập này có vẻ hơi không khả quan rồi. Món ăn thật tầm thường, nhưng ý con bé là món này rất ngon và cảm ơn cậu. Không, em đâu có nói vậy. Đúng như lời cậu ta nói, chúng ta đã no bụng rồi. Giờ thì các người định làm gì? Tôi có một đề xuất. Các cậu có muốn đồng hành cùng chúng tôi không? Ui giời ơi, anh Lai này thay đổi ý định hơi nhanh đấy nhá. Trước thì cứ nhả chê là Evelyn là không có năng lực, với lại là cũng nhắc khéo là lương thực có hạn. Nhưng bây giờ nhìn thấy khả năng của Kai phát là lại muốn nhập bọn ngay. Ây giời ơi, anh trai cơ hội. Nhưng thực ra cũng đúng thôi, bởi vì nếu mà càng người thì tỷ lệ sống sót cũng cao hơn các bạn. Mặc dù có vẻ là hơi nguy hiểm, bởi vì là có mỗi Levi là có khả năng chống lại bọn quái vật. Nhưng mà biết đâu được, nhiều người thì sẽ tất nhiên là sẽ chia ra thì mỗi người một việc, nó sẽ rất là thuận tiện hơn rồi.
lúc nãy anh có vẻ là rất cảnh giác với chúng tôi. Đấy, Brian chỉ được cái nói chuẩn nữa ạ. Mục đích của anh là gì? Tôi thực sự tò mò. Như cậu đã thấy, Levi là một người điều khiển lửa. Cậu ấy có thể dễ dàng tiêu diệt quái vật bằng sức mạnh của mình. Còn Kai thì có khả năng tìm thức ăn. Một nhóm thiếu lương thực. Nhóm của cậu thì không có khả năng chiến đấu. Nếu cả hai nhóm hợp lực, chúng ta có thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực và gia tăng khả năng chiến đấu. Điều này thì có thể làm tăng cơ hội sống sót của chúng ta. Sau một cuộc trao đổi ngắn, chúng tôi đã quyết định gia nhập nhóm của họ. Mặc dù thì ai cũng có nhiều mối bận tâm, nhưng mà chúng tôi đều hướng đến một mục đích chung: sống sót. Quá trình thành lập nhóm không hề dễ dàng. Tình hình này liệu có ổn không? Vì lý do nào đó, mình có linh cảm rằng những ngày sắp tới sẽ đầy sóng gió. Ok. Rồi. Tập này rất là thú vị. Như vậy thì chúng ta đã gặp lại được Brian và Kai. Và sau đó thì cả ba người cũng đã gia nhập nhóm của Levi rồi. Và hiện tại thì nhóm chúng ta là tổ đội 6 người. Còn kiếm nốt cái chị gái kia nữa là 7 người, là tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ. Chỉ chúng ta không biết là có gặp được không đây. Rồi, thì ui dồi ôi, nó còn có một cái các bạn ơi. Báo động nhá. Rồi, thôi thì tập này sẽ kết thúc tại đây thôi. Và chắc là mình sẽ phải mất 1-2 ngày để mình kiếm ngọc đó còn ạ. Cái tình hình này không chơi được tiếp đâu. Có những cái lựa chọn mà nó cần ngọc thì mà chúng ta hết ngọc thì cũng bỏ lỡ khá khá điều đấy. Ok, thì bye bye mọi người nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo.